Xin chào mọi người, ngày hôm nay NTT sẽ nói tại sao mà NTT sẽ là cái tên đại diện cho thương hiệu Visa 8 trong thời gian tới. Thì trước đây mọi người cũng biết là NTT từ lúc mà thành lập kênh Visa 8 đến bây giờ thì NTT có trải qua rất là nhiều những cái tên khác. Ví dụ như cái tên đầu tiên là tên Nhãn Thần, rồi sau đó là tới cái tên thứ hai là tên Thiên Bình, hoặc là sau này nữa thì NTT lại lấy cái tên là tên đại diện, cái tên của chính mình để đại diện cho kênh Visa 8. Nhưng mà sau này thì NTT trải qua rất là nhiều chuyện thì mới bắt đầu mình sẽ suy nghĩ lại, rồi mình mới thấy là thực ra cái tên NTT rất là thích hợp. Mà tại sao lại là tên NTT mà không phải là những cái tên khác, thì mọi người mình có cảm giác là nó hơi khác lạ một chút xíu không? Bởi vì nếu như là mình lấy cái tên NTT thì có nghĩa là cái đó giống như là một biệt danh hoặc là một cái thương hiệu của một cái YouTuber. Và tại sao NTT lại chuyển qua cái tên này thì nó có rất nhiều lý do. Mình cảm giác như là mọi chuyện nó rất là đang khó khăn với mình, nhưng mà khi mình đóng vai trò mình không còn là một người ở trong Visa nữa mà mình là một cái YouTuber đi, thì mọi thứ nó cảm giác nó sẽ dễ dàng hơn. Cách mình nói chuyện với mọi người, cách mà mình xây dựng mối quan hệ thì nó sẽ rất hoàn toàn khi mà mình là một người ở trong giới Visa và bây giờ mình là một người YouTuber trong Visa, thì nó khác nhau hoàn toàn. Và NTT sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người là lý do tại sao cái tên NTT nó lại là một cái tên rất là phù hợp cho kênh Visa 8 trong thời gian tới. Để NTT kể cho mọi người một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì cách đây cũng tầm 1.5 đến 2 năm rồi. Có thể là nhiều anh em mình ở đây mình cũng đã biết cái câu chuyện đó, nhưng mà để NTT kể lại cho mọi người câu chuyện này. Đó là một clip mà nó dựng chuyện, nó xuyên tạc và bôi nhọ NTT. Thì cái clip này, cái mục đích chính thì nó cũng là đánh bóng tên tuổi và dìm người khác xuống để cho mình đi lên. Cái này rất là ngược với mọi người biết nha. Mọi lĩnh vực để muốn thành công là mình phải đưa người ta lên để mà mình đi lên theo. Đó là cái quy luật thành công, nhưng mà cái này thì nó lại làm ngược lại. Nhưng mà nó làm theo kiểu vậy thì khá là thất đức. Thì NTT thấy như vậy. Nhưng mà clip này theo NTT không phải là một người làm, mà đây là một ekip làm và rất là bài bản và chuyên nghiệp. Theo NTT là vậy, và nó có kịch bản rõ ràng. Mặc dù là nó xuyên tạc nhưng mà nó sâu chuỗi mọi vấn đề lại. Và mọi người nhìn vào clip đó, mọi người cảm giác nó rất là hợp lý. Thì NTT sẽ phân tích cái clip này sau, bởi vì nó liên quan về cái danh dự của NTT. Mọi người biết rồi, khi mà mình còn trong YouTube, mình còn là Chém Thần, mình còn là Thiên Đình, mình còn là Trung, thì những cái vấn đề đó mình không nói ra được, nó sẽ bị này bị kia. Nhưng khi bây giờ NTT, mình đứng đây là một cái YouTuber, mình có quyền mình nói mọi thứ để mà mình sẽ rửa sạch cái danh dự của mình. Và NTT cũng chẳng có lợi nhuận gì ở trong cái YouTube cả. Thì mọi người biết những cái điều đó, mình chẳng có một cái cách nào được gọi là bán bàn bán cơ hay là làm những chiêu trò thì là ăn người này chút, ăn người kia chút. Thì đó là những cái mà NTT sẽ không làm được. Cái thu nhập của mình thực sự là mình từ cái IT, và cái thu nhập đó nó còn cao không biết bao nhiêu lần so với những cái này hết. Thì cái đó là nó hơi đi ra ngoài lề rồi. Để NTT kể cho mọi người một cái câu chuyện này, câu chuyện có thật. Bởi vì NTT sau 2 năm vừa rồi mình gặp rất là nhiều người làm có, người quen có, nhưng mà khi mà kể lại những cái vấn đề đó thì mình cảm giác mình rất là bức bối, là mình rất là khó chịu. Mình muốn là gặp từng người đó và mình phải là giải thích, là thanh minh với từng người đó, là mình sẽ bị người ta vô oan, là người ta giá hoạn, là người ta bị đặt và xúc phạm mình như nào. Nhưng mà bây giờ có quá nhiều người như vậy và mình không biết mình sẽ phải làm sao. Thì để NTT kể cho mọi người về một câu chuyện. Thì NTT có hai đứa bạn học hồi cấp 3 là cũng chơi cũng khá là thân. Cái người đầu tiên thì cũng là làm bên một công ty về công nghệ thông tin và cũng khá là thành đạt rồi. Thì trong một buổi nói chuyện đi nhậu đó, thì nó cũng hỏi NTT là vậy một tháng mày kiếm được bao nhiêu triệu từ YouTube. Tự nhiên NTT mới giật mình, tại sao một cái người bạn thân như vậy mà nó lại suy nghĩ về mình như vậy sau khi nó coi những clip đó. Thì dĩ nhiên là người bạn này thì nó không biết chơi Visa, nhưng mà nó được những cái người khác gửi clip đó về. Một người bạn thứ hai cũng là học cùng lớp. Ngày xưa NTT cũng hay đánh Visa với nó, nhưng mà nó thì cũng đánh Visa cũng khá hay. Rồi nó cũng biết cái thằng mà làm trong
làm clip đó. Tại sao NTT phải gọi là thằng? Bởi vì nó khá là vô văn hóa và nó không có học thức thì NTT sẽ gọi là thằng. Và cái người bạn nó mới hỏi mày làm sao để mà để nó chửi, thì NTT cũng cười cũng chẳng biết nói sao. Tại sao những người bạn mà chơi với mình đã bao nhiêu lâu rồi nó phải nhận thức ra được một vấn đề, mình anh em mình là những cái người có văn hóa, có học thức, mình biết là chia sẻ ra cộng đồng, còn đó là những cái thằng mà không có ăn học, nó không có học thức, tại sao lại mày đi hỏi tao cái câu là mày làm gì để cho nó chửi? Chẳng lẽ bây giờ NTT lại nói một câu nó làm gì có cái bản lĩnh để mà nó chửi mình, nó làm gì có cái học thức để mà nó có văn hóa để nó chửi mình? Chỉ có những cái thằng không văn hóa thì mới là đi chửi người khác và dùng những cái câu từ nói chung là gọi là rất là vô văn hóa. Thì đó là những cái mà câu chuyện mà NTT thực sự là mình đã gặp. Từ cái câu chuyện đó tự nhiên NTT mới cảm giác là vậy thì cái mối quan hệ của mình để làm gì? Trước giờ mình ráng mình làm mọi thứ tốt đẹp, mình nói mỹ từ rất là đẹp, mình hài lòng người này, mình hài lòng người kia, có đi quay clip dài, có những chẳng hạn như có những cơ thủ mà người ta đánh cả 20 lượt cơ cũng chưa hết điểm, mình cũng chẳng có quăng lên, mình nói chung mình làm mọi thứ để hài lòng tất cả mọi người. Thế tại sao bây giờ mình phải làm những điều đó? Những cái người mà thân thiết nhất là mình cũng đánh giá mình như vậy. Vậy thì những cái người không biết mình thì sao? Những cái người rất là xa lạ thì người ta sẽ đánh giá mình như thế nào? Tự nhiên NTT cảm giác mình có vẻ như mình đã đi lệch con đường rồi. Chắc NTT nói chung là mình cũng không biết nói gì nữa. Sau đó NTT mới nghiệm ra được rất là nhiều thứ. Sau mình mới qua, mình mới thấy một cái thực sự có một cái rất là quan trọng. Đó chính là cái thế giới ảo. Thế giới ảo có nghĩa là sao? Bạn bè mình thực ra cũng là chỉ là thế giới ảo, người ta cũng đâu có tin mình đâu. Đôi khi những anh em mình, anh em thân thiết, anh em ruột thịt chắc chỉ đã tin mình khi coi những clip đó. Và vậy thì nói gì những cái người xa lạ, người ta cũng nhìn clip đó, người ta sẽ đánh giá mình như nào? Thì NTT cảm giác là mình đã bị đi sai hướng rồi. Mình sống nên mình sống vì mình đừng nên sống vì người khác. Đó chỉ là những cái thế giới ảo thôi, người ta nói gì kệ nó. Bây giờ mình biết mình đi thanh minh thì mình thanh minh, biết khi nào mới xong. Rồi từ đó thì NTT mới quyết định mình sẽ chuyển hướng. NTT đóng Facebook, mọi người bây giờ lên kênh YouTube mà thấy cái link á, cái link YouTube ở trên đó mọi người vô sẽ không còn cái kênh YouTube, kênh Facebook đó nữa rồi, bởi vì NTT không còn sàn Facebook, đó chỉ là một thế giới ảo và nó làm cho mình mất quá nhiều thời gian. Rồi sau đó thì NTT sẽ lược bắt đầu là mình rút hết và tới bây giờ là đã hoàn toàn là NTT đã rút hoàn toàn ra khỏi cái thế giới video. Thì ngay cả mọi người lên tất cả những kênh hay là YouTube, mọi người không thể mà có cái số điện thoại của NTT được, bởi vì đó là cái số mà gọi là số cá nhân, và NTT không muốn mình bị làm phiền về những cái vấn đề đó. Mình không muốn dạy học video, mình cũng không có bán bạn, không bán cơ, mình không có làm gì lợi nhuận gì video, thì chẳng có lý do gì mình để cái số điện thoại cá nhân của mình ở trên đó cả. Và tới bây giờ thì mọi người cũng biết rồi đó, đó là lý do tại sao mà NTT lại lấy cái biệt lấy cái gọi cái thương hiệu đi, một cái YouTuber là NTT. Thì mọi người sẽ cảm giác bây giờ giữa NTT và mọi người sẽ có khoảng cách. Cái nhiệm vụ của NTT chỉ có một nhiệm vụ duy nhất thôi, đó là chia sẻ kiến thức, và NTT không có hề có một cái mối quan hệ nào với tất cả mọi người. Mọi người thấy clip hay thì tiếp tục follow và tiếp tục mình có thể làm gì đó, mình đăng ký kênh, mình like, mình comment hoặc là gì đó, thì NTT có thể dành thời gian trả lời. Còn lại mọi thứ NTT không liên quan, NTT sẽ ngắt kết nối với mọi người trong cái thế giới video. Và khi NTT là một YouTuber thì NTT sẽ bắt đầu trên cái con đường để mà bảo vệ cái danh dự của mình và làm sạch cái danh dự của mình. Đó thì mọi người sẽ hiểu tại sao NTT lại có cái thương hiệu từ bây giờ về sau cho cái kênh Media Lab. Lời cuối cùng trong clip này thì mọi người thấy NTT hơi bị aggressive đúng không? Nói chung là mình hơi bị ức chế, bởi vì mình đã sự ức chế của mình đã là từ 2 năm nay rồi, và bây giờ đó chính là cái thời điểm để mình làm sạch cái danh dự của mình.